Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Hùng vĩ và hung bạo, cái chuyến hành trình đầu tiên của chúng mình, điểm dừng đầu tiên. Đó sẽ là một cái quãng của dòng sông Đà, mà ở nơi đó chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đá bờ sông. Được không ạ? Đá bờ sông được Nguyễn Tuân miêu tả trong những dòng văn của mình, đó chính là dựng vách thành này. Đúng không ạ? Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Chỉ với một cái câu văn đầu tiên này thôi, các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? À, đá ở đây nhá, giống như là tầng chất tầng. Đúng không ạ? Giống như là tầng chất tầng, rất là cao. Đúng không ạ? Một cái địa hình cực kỳ là hiểm trở. Và nó cao đến cái mức nhá, mà mặt sông Đà, cái quãng sông ấy, chỉ đúng lúc ngọ, tức là đúng 12 giờ trưa. Đúng không? Đúng trưa, khi mà mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất thì mới có le lói tia ánh nắng mặt trời. Thế thì có thể thấy rằng là chính cái câu văn đầu tiên này đã cho chúng ta thấy được là cái sự đồ sộ, cái sự hùng vĩ của địa hình núi đá nơi đây rồi. Đúng không ạ? Thêm vào đấy chúng ta còn có ý tiếp theo nhá. Đó chính là có vách đá chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. À các bạn ơi, lưu ý giúp cho chị, đây là một cái biện pháp tu từ được sử dụng như thế nào nhỉ? À, một trong những cái biện pháp tu từ được sử dụng rất là hiệu quả. So sánh cái gì? À, so sánh đá chẹt lòng sông với một cái bộ phận ở cổ họng ấy. Đúng chưa nào? Để cho chúng ta thấy rằng là à, nó như thế nào? À, nó chẹt lòng sông tạo ra những quãng sông rất là hẹp. Phải không ạ? Tạo ra những cái quãng sông rất là hẹp. Và chính vì cái đấy mà người ta nói rằng lòng sông hẹp. Lòng sông hẹp đến cái mức mà biểu hiện qua hai chi tiết nhá. Chi tiết thứ nhất, đứng ở bờ bên này, chỉ cần ném nhẹ tay cái hòn đá sang bờ bên kia là hòn đá đã sang bên kia rồi. Đúng không ạ? Và có những cái quãng là con nai, con hổ có thể nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Với hai cái chi tiết này thì chúng ta đã biết rằng là đúng quả thực là lòng sông Đà bây giờ ấy rất là hẹp, và chính bởi cái hẹp này mà con thuyền sẽ rất là khó đi. Đúng không ạ? Con thuyền sẽ rất là khó đi. Bởi vì là nếu như mà người lái đò ấy, ở trong lúc đấy mà lái đò không khéo là rất có thể sẽ bị kẹt lại giữa cái quãng sông đấy. Mà các em cũng biết rằng là gì ạ? Các bạn cũng biết rằng là nếu như mà kẹt lại ấy thì khó mà thoát ra được khỏi cái địa hình đấy lắm. Được chưa nào? Nhá, khó mà thoát ra được cái địa hình đấy lắm. Được chưa ạ? Hãy lưu ý giúp cho chị là ở chỉ với những cái dòng đầu tiên này thôi thì gì nhở? À thì bản thân Nguyễn Tuân đã vẽ ra trước mắt người đọc là gì ạ? À đó là hình ảnh của những cái núi đá rất là đồ sộ này. Đó là hình ảnh của những cái tảng đá mà tự nhiên gì ạ? À tự nhiên trồi ra ở giữa cái lòng sông này để tạo ra cái sự nguy hiểm thêm cho cái lòng sông này. Đúng chưa ạ? Rồi thì gì nữa? À rồi thì là một cái những cái tảng đá mà khiến cho lòng sông này rất là hẹp, đúng không ạ? Đấy là những cái chi tiết đầu tiên để thể hiện cái sự hùng vĩ cũng như là cái sự hung bạo của con sông này. Đồng ý chưa nào? Lưu ý giúp chị là như vậy nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục này. Đấy chỉ là cái hình dạng bên ngoài của đá bờ sông thôi. Tức là chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy như thế. Nhưng ở đây ấy, Nguyễn Tuân không chỉ là gợi ra cái hình ảnh để chúng ta có thể nhìn, mà Nguyễn Tuân còn gợi ra một cái cảm giác để cho bạn đọc có thể cảm nhận. Và các em có biết cái cảm giác khi đi qua những cái quãng sông như thế là như thế nào không? Nguyễn Tuân nói rằng là mùa hè đi qua quãng ấy cũng cảm thấy lạnh. Tức là các em phải hiểu này, giống như là ở cái quãng sông trước ấy, chị em mình đang kiểu chan hòa ánh nắng. Tự nhiên bây giờ đi vào một cái quãng sông đá dựng vách thành mà tự nhiên mọi thứ tối sầm lại. Và cái không gian của gió rừng, không gian của cái hang, chúng ta có thể tưởng tượng ra nó giống như là một cái hang rất là cao ấy. Đúng không ạ? Nó bao hai bên mà. Và tự nhiên chúng ta cảm thấy lạnh. Chính cái cảm giác đấy, nếu như các em vẫn chưa đủ để mường tượng, thì Nguyễn Tuân đã đưa ra một cái biện pháp so sánh như thế này. Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt.
phụt đèn điện. Các bạn hiểu không ạ? Ví dụ nhá, đây là hai dãy nhà cao tầng, hiểu không? Các em đi vào một cái ngõ nhỏ, tự nhiên các em đang ngóng vọng lên một cái tầng nhà thứ mấy, tự nhiên nó bị tắt phụt đèn điện ở cả hai bên, cả phố mất điện. Và tất cả mọi thứ, cái không gian bây giờ bao quanh mình là cái bóng tối, đúng không ạ? Là cái sự heo hút, là cái sự lạnh lẽo. Thì cái cảm giác được gợi ra là như thế. Có thể thấy rằng là một cái biện pháp tu từ cho thấy được cái sức sáng tạo cực kỳ là đặc biệt của Nguyễn Tuân khi mà ông ấy so sánh một cái cảm giác ở đâu? Ở núi rừng Tây Bắc, đúng không? Ở thiên nhiên Tây Bắc, đúng không ạ? Thế mà bây giờ lại so sánh với cả một cái khung cảnh ở thành thị. Nhưng cũng chính cái cách so sánh đó của Nguyễn Tuân đã khiến cho bản thân mỗi người đọc có thể cảm nhận được đầy đủ về cái cảm giác khi đi qua cái quãng sông này. Và chính bởi cái quãng sông mà có đá dựng vách thành như vậy, chúng ta đã cảm nhận được cái sự hùng vĩ của dòng sông nơi đây. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là ý đầu tiên nhá. Chuyến hành trình đầu tiên dừng lại ở cái quãng đầu tiên, đó là đá bờ sông dựng vách thành. Được chưa nào? Chỉ với những cái chi tiết đầu tiên thôi, đến cái địa điểm đầu tiên thôi, điểm dừng đầu tiên thôi, mà chị tin là cũng đã khiến cho nhiều bạn bây giờ nếu như đang trên một con thuyền thật là cũng phải bám víu lấy nhau rồi đấy. Bởi vì cái cảm giác gió ở trên núi nó thổi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi qua cái quãng sông đấy thì phần nào các bạn cũng đã tưởng tượng được ra rồi. Nhưng đừng sợ nhá, bởi vì phía trước các em sẽ còn là những cái hành trình mà thể hiện cái sự hung bạo hơn nữa của dòng sông Đà. Và bây giờ chúng ta sẽ có ở đây như sau ạ. Cái phần thứ hai, địa điểm thứ hai chúng ta sẽ dừng lại quãng sông tiếp theo, đó chính là mặt gành Hát Lóng. Đây ạ. Mặt gành Hát Lóng nhá, dài hàng cây số thôi ạ, chứ không có ngàn. Ở đây viết thừa đấy nhá. Dài hàng cây số. Thế thì các em phải biết là người ta nói là dài hàng cây số thì là như thế nào rồi đấy. Được không ạ? Tức là một cái quãng sông rất là dài. À, thế thì ở trong cái quãng sông rất là dài đó, chúng ta sẽ phải trải qua cái gì đây? Nguyễn Tuân có viết, ở quãng mặt gành Hát Lóng này ấy, thì nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt tay lái. Được không ạ? Rồi đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy. Các bạn ơi, các bạn có thấy không ạ? Thế thì cái vấn đề nằm ở chỗ là ở trong cái này, ở trong cái phần này, chúng ta có thể tưởng tượng ra là đây là một cái quãng sông mà có cái sự phối kết hợp của sức mạnh của đá này, của nước này, của sóng này, của gió này. Và bởi vì cái sự kết hợp và hỗ trợ cho nhau của tất cả những cái yếu tố này mà đã tạo ra một cái mặt gành dường như là đang trào sôi lên. Đúng không ạ? Mặt gành dường như là đang trào sôi lên. Và sau đó tác giả cũng đã kịp thời đưa ra một cái biện pháp tu từ so sánh ở đây. Đó chính là gì nhở? Đó chính là biện pháp tu từ so sánh với hình ảnh của đòi nợ suýt. Tức là gì ạ? Đòi nợ một cách vô cớ. Chúng ta có thể thấy sử dụng những cái từ ngữ như là cuồn cuộn này, gùn ghè này. Đấy, đều là những cái cụm từ để nói về cái gì? Để nói về cái sự hung bạo của dòng sông này. Cả một mặt gành với cái sự phối kết hợp của nước, của đá, của sóng, của gió. Một cái câu văn rất là dài. Sau đó giống như là một cái hành trình là gì ạ? Cuộn người ta vào liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Sau đó duỗi dài cái câu văn ra. Đúng không ạ? Khiến cho người đọc có một cái cảm giác. Đúng là chỉ cần đọc văn của Nguyễn Tuân thôi là đã cảm thấy cực kỳ sợ hãi rồi. Phải không ạ? Chỉ cần đọc văn của Nguyễn Tuân thôi là đã thấy sợ hãi rồi các bạn ạ. Thật sự là như thế đấy. Ở đây, người ta đi qua cái quãng sông này nếu mà không cẩn thận nhá, là kiểu gì cũng sẽ bị lật ngửa con thuyền ra. Kiểu gì cũng sẽ bị đòi nợ một cách vô cớ. Thế nên là phải hết sức cẩn trọng khi đi qua cái mặt gành này. Đồng ý chưa nào? Đây là điểm dừng thứ hai. Đó là mặt gành Hát Lóng. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhá. Sau mặt gành Hát Lóng thì chúng mình sẽ đến với, đợi chị một chút xíu. Đây ạ, sau mặt gành Hát Lóng thì chúng mình sẽ đến với cái số 3. Cái số 3 của chúng mình ở đây sẽ là, đây đợi chị một chút, bị ngược.
Cái số 3 của chúng mình ở đây đó chính là quãng tà mường vát. Nếu như ở mặt kính hát lóng ấy, cái hình ảnh mà các bạn cần ghi nhớ giúp cho chị đó chính là cái sự phối kết hợp của đá, của nước, của sóng, của gió. Thì ở cái quãng tà mường vát này, những cái nguy hiểm nhất đối với người lái đò trên dòng sông lại chính là những cái hút nước. Và đây chính là cái đối tượng trực tiếp gây ra nguy hiểm cho người lái đò. Tác giả đã tập trung vào việc miêu tả cái sự dữ tợn của cái hút nước. Và cái hút nước bây giờ dường như đang mang trong mình bộ mặt là của một loài thủy quái. Nó không đáng yêu đâu các bạn ạ. Nó không đáng yêu giống như cái hình ảnh mà chị vừa vẽ ở trên cho các em đâu. Mà nó cực kỳ đáng sợ. Và nó đáng sợ như thế nào ạ? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây nhá. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy này. Hình dạng của nó thì giống như là cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. À, nước ở đây thì chúng ta thấy rằng nó cứ xoáy tít và trên mặt thì đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Được không ạ? Nghe cái hình ảnh thôi, tưởng tượng ra tôi đã thấy ghê rợn rồi. Thế nhưng mà hình dạng nó không kinh khủng bằng cái âm thanh mà chúng ta phải đón nhận. Âm thanh thì các em biết không ạ? Nước ở đây thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. Mà em hiểu rằng cái cửa cống cái bị sặc thì nó kêu như nào rồi đây, nó cứ ặc 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 kiểu thế ấy, đúng không? Thì ở đây người ta cũng nói rằng nước cứ ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Trời ơi các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Có thể thấy rằng là nó giống như là một cái giếng ấy, chứ không phải là một cái xoáy nước nữa. Hình ảnh của nó bây giờ rất là giống với hình ảnh của một cái giếng. Mà cái giếng này nó rất là sâu các em ạ. Bây giờ các em tưởng tượng mà có một cái con thuyền mà không may mà bị ngang vô ý đi qua đây, mà cái giếng đấy nó hút, nó lôi tuột xuống thì thuyền chỉ có trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi thôi. Nhưng mà biến đi thì trong lúc đấy sẽ bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỷu sông dưới các bạn nhá. Được chưa nào? Có thể thấy rằng cả hình dạng và âm thanh đều mang cái hình ảnh của một loài thủy quái. Hay nói cách khác là nó là một cái loài thủy quái rất là hung ác và nham hiểm đấy. Cái mối đe dọa với bất cứ người lái đò nào đi qua đây. Và cái sự dữ tợn của cái hút nước này được chia sẻ bằng những hình ảnh như sau. Các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị. Cái thứ nhất đó là chính vì nó nguy hiểm như thế nên không có một con thuyền nào dám men lại gần cả. Được chưa ạ? Không có một con thuyền nào dám men lại gần cả. Thuyền nào đi qua đây nhá, cũng chỉ trèo nhanh để lướt qua quãng sông thôi. Thế nên đề nghị tất cả các quý khách của chị đang ngồi trên con thuyền, dẫu có nhìn thấy và cảm thấy bị thích thú, bị cuốn hút bởi những cái xoáy nước đang xoáy tít ở cái quãng tà mường vát này, thì cũng đề nghị là tập trung và bám chắc vào men thuyền, không để trường hợp là tất cả con thuyền của chúng ta bị cuốn vào cái hút nước này nhá. Đồng ý không các du khách? Rồi, cái tiếp theo là tác giả còn đưa ra một cái hình ảnh để so sánh với cái độ nguy hiểm. Đó là cái lúc mà con thuyền đi qua cái quãng sông này ấy, y như là ô tô sang số nhấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Các em ơi, không biết là các bạn đã bao giờ nhìn thấy cái hình ảnh đó chưa? Nhưng mà có rất là nhiều những cái video clip của những dân phượt chuyên nghiệp ấy, họ ghi lại cái hình ảnh là họ đi xe máy. Và họ đi xe máy là ở trên những cái con đường mà cạp ra ngoài bờ vực ấy. Tức là trên này là núi cao này. Thế xong có một con đường men đấy. Thế là họ cứ đi theo men theo con đường đấy. Và một cái con đường rất là nhỏ thôi, còn bên ngoài là bờ vực. Thì cái cảm giác nó rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nhìn lên thì cao vời vợi, núi cao vời vợi. Nhìn xuống thì vực sâu thăm thẳm. Và đó là cái cảm giác mà chúng ta đang phải trải qua khi chúng ta đi qua cái quãng sông này. Được chưa nào? Nhưng mà không dừng lại ở đó các bạn nhá. Nguyễn Tuân lại tiếp tục đưa ra thêm một cái hình ảnh liên tưởng vô cùng thú vị về con sông Đà. Và chúng ta thấy được rằng chính cái liên tưởng thú vị này đã khiến cho chúng ta hình dung ra được cái sự nguy hiểm của những cái hút nước là như thế nào. Nguyễn Tuân đưa ra một cái hình ảnh liên tưởng so sánh như sau. Có một anh bạn quay phim táo tợn muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả, đã dũng cảm dám ngồi vào một cái thuyền thúng nhá. Thuyền thúng tròn vành, rồi cho cả thuyền, cả mình, cả máy quay xuống đáy cái hút sông Đà. Và từ đáy thì gì ạ? À, nhìn ngược lên thu được một cái cột nước cao đến vài sải.
khán giả xem phim ký sự đang lấy gân ngồi giữ chặt ghế, như ghì lấy mép của một chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên cây gậy đánh phèn. Ôi các bạn ơi, khủng khiếp lắm các em ạ. Các bạn có tưởng tượng được ra cái khung cảnh đấy không? Tức là một cái ông ấy đi ngồi vào trong cái thuyền thúng như thế này. Thế là bắt đầu ông ấy đi xuống tít cái xoáy nước đấy. Được không ạ? À? Đi xuống tít cái xoáy nước đấy và ông ấy thu được một cái cột nước mà nó như một cái vòi rồng ấy. Các em hiểu chị không ạ? À? Đây và ông ấy đang ở trong cái chỗ này. Ông ấy lia cái máy quay lên và ông ấy thu được cả một cái cột nước đấy. Thì cái cảm giác là gì ạ? Nó chân thực đến cái mức mà giống như chúng ta đang xem một cái thước phim 3D. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là hãi hùng là vì sao? Là vì ngay lập tức nếu như khán giả mà đang ngồi ở ghế, đúng không ạ? À, giống như là khán giả mà đang ngồi ở ghế thì sẽ phải làm gì ạ? À, sẽ phải lấy gân ngồi giữ chặt cái ghế đó lại. Bởi vì rõ ràng là khi mà các bạn xem phim 3D là các bạn đang chìm vào trong những cái khung ảnh đó luôn mà, khung hình đó luôn mà. Thì giống như là bây giờ chúng ta thấy nhá, chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, cái thuyền xoáy tít, những thước phim màu cũng quay tít, cái máy lia ngược một cái mặt giếng mà thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve, một áng thủy tinh khối đúc dày, khối pha lê xanh như sắp vỡ tan, ụp vào cả máy quay, người quay và cả người đang xem phim. Em tưởng tượng ra một cái khối nước khổng lồ đó nó ập vào các em trong một cái độ cao như vậy thì các em sẽ cảm thấy như thế nào? Thì đấy chính là cái cảm giác, nó giống như cái cảm giác là một cái chiếc lá rừng ấy, được không ạ? À? Đang làm gì ạ? À? Vứt vào trong một cái cốc khổng lồ và dùng cái cây gậy đánh phèn, đánh tung lên. Cảm giác chính là như vậy. Rất là đáng sợ đúng không? Rất là đáng sợ. Và đây cái chi tiết này chị đã nói với các bạn rồi. Đó là thuyền đi ngang qua, nếu như không may mà bị cái hút nước này nó lôi tuột xuống thì sẽ trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi. Sau đó sẽ bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Có nghĩa là nếu như mà người lái đò đi trên cái chuyến đò đấy mà không biết cái việc đấy, không may mà để con thuyền bị rơi vào cái giếng đấy, cái hút nước đấy, thì chắc chắn là sẽ không còn cơ hội quay trở về. Được chưa ạ? Bởi vì nó cực kỳ là nguy hiểm. Thế thì ở đây các bạn có thể thấy đúng là cái quãng Tà Mường Vát này là một cái quãng cực kỳ nguy hiểm. Và những cái hút nước được đề cập đến ở đây đó chính là những cái hút nước mà phải nói rằng nó đúng là mang cái bộ mặt nham hiểm của một loài thủy quái. Nếu như thực sự không hiểu về dòng sông Đà thì có lẽ là cái hành trình đi qua chỗ này sẽ rất là nhiều những cái vất vả và khó khăn đấy. Thậm chí là sẽ không đi qua đây được. Đồng ý không ạ? Nhá. Thì ở đây các em có thể thấy là chị đã nêu rất rõ ràng cho các bạn rồi, mà các bạn vẫn còn không hiểu thì chị cũng đến chịu thôi. Được không ạ? À? Nhá, đây các em ơi, rất là rõ ràng tỉ mỉ từng chi tiết một. Chưa dừng lại ở đấy đâu ạ. À. Sự hung bạo của dòng sông Đà này còn được thể hiện qua thác nước. Nhá, qua thác nước, được chưa nào? Các bạn có thể thấy rằng thác nước đã được Nguyễn Tuân miêu tả ở đây với hình ảnh âm thanh của thác nước mới chỉ đến gọi là gì ạ? À? Gần con thác thôi chứ chưa đến thác, mà đã nghe thấy tiếng nước réo gần réo to mãi lên. Và cái hình ảnh được so sánh ở đây về thác nước đó chính là gì đây hả các bạn? À đó chính là gì nhở? Tiếng nước bây giờ nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích giọng gần mà chế nhạo. Vậy thì các bạn có thể thấy ở đây là gì ạ? À âm thanh của con thác nó cũng mang trong đó những cái tâm trạng. Mà những cái tâm trạng đó là những cái tâm lý mà giống như kiểu là à, con thuyền mày dám, mày sắp đến đây đi, giống như là kiểu khiêu khích ấy. Giống như kiểu là à, khiêu khích con thuyền này, rồi mời gọi con thuyền vào đây này, đúng không ạ? Và một cái tiếp tục hình ảnh so sánh tiếp theo là một trong số những cái hình ảnh so sánh rất là đặc biệt của Nguyễn Tuân, mà người ta nói rằng là đúng là chỉ có Nguyễn Tuân mới dám làm như vậy thôi. Đó chính là nó giống lên như tiếng của 1000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng che nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùm bùm. Tại sao chị lại nói rằng là đây là một cái biện pháp mà có lẽ chỉ Nguyễn Tuân mới có thể làm thôi? Chúng ta thấy ở đây lấy lửa để tả nước, lấy rừng để tả sông. Đúng. Là chỉ có Nguyễn Tuân mới ngông ngạo như vậy thôi. Và cái chi tiết này cũng đã thể hiện cái phong cách độc đáo của Nguyễn Tuân các bạn nhé. Chúng ta tưởng tượng ra được một cái âm thanh, và cái âm thanh đó nó đáng sợ đến cái mức là không phải là tiếng gầm của một con trâu mộng. Một con trâu mộng đã khủng khiếp rồi, nhưng ở đây là tiếng của 1000 con trâu mộng.
Và 1.000 con trâu mộng này nó đang lồng lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa, đang nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa. Và rừng lửa bây giờ vừa là tiếng lửa cháy, vừa là tiếng rừng cháy, lại là tiếng gầm thét của đàn trâu ra cháy bùng bùng nữa. Thì có thể thấy rằng là những cái tín hiệu này, những cái âm thanh này đã báo hiệu cho chúng ta về cái sự hung bạo, về cái sự nguy hiểm khi mà gì ạ? À, khi mà người lái đò phải đối mặt với thác nước. Được không nào? Bởi vì bây giờ là thời điểm mà phải vượt qua các trùng vi thạch trận mà. Đúng không ạ? Bây giờ là thời điểm phải vượt qua các trùng vi thạch trận. Đã đến con thác rồi, tới cái thác rồi, đúng không ạ? Và bây giờ là cái thời điểm phải đối mặt với trùng vi thạch trận. Vậy thì các bạn có thể quan sát nhá. Vừa rồi chị đã đi cùng với các bạn qua các điểm như sau. Thứ nhất, đá bờ sông xong, mặt gành hát lóng xong, quãng tà mường vát xong, thác nước xong. Và bây giờ sẽ là thứ năm, thạch thủy trận nhá. Được chưa ạ? Thứ năm thạch thủy trận, đồng ý chưa nào? Ngày hôm nay sẽ là một cái lượng thông tin rất là lớn đối với các em đấy. Thế nên không sao, các bạn cứ bình tĩnh các bạn học. Học một lần chưa được, các em có thể học lại lần hai. Lần hai chưa ghi nhớ được, mình học lại lần ba. Không có gì phải lo lắng cả. Quan trọng là bây giờ đang có người hướng dẫn cho các bạn cái cách học và tỉ mỉ từng chút đây này. Được chưa ạ? Chỉ sợ là không có ai định hướng học rồi đến lúc học theo cái làm nó rối tung rối mù lên ấy. Còn bây giờ đang có người định hướng cho học như thế này thì phải học thật là kỹ vào. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có thạch thủy trận ở đây. Được không ạ? Ở trong thạch thủy trận này thì bọn sông Đà Nham Hiểm, dòng sông Đà Nham Hiểm nó đã chia thành ba trùng vi cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng trước khi đến với ba cái trùng vi này ấy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu đá trên sông Đà đã nhá. Các bạn có biết không ạ, lòng sông Đà là một cái thứ gì ấy mà nó cực kỳ là nguy hiểm, nó nham hiểm đó. Tức là nó không đơn giản giống như việc nó chỉ bài trí một vài cái viên đá trên sông Đà đâu. Không, mà ở đây nó bày trí nhá, nó bày binh bố trận cực kỳ là chuyên nghiệp. Đây, Nguyễn Tuân viết về đá trên sông Đà như thế này. Ý số 1 đó là đá trên sông Đà đây ngàn năm mai phục hết ở trong lòng sông. Hãy nhìn nhá, dùng từ rất là quân sự, rất là võ thuật, đó là mai phục. Được không ạ? À, chỉ cần thấy thuyền thì một số hòn sẽ nhồm cả dậy để vồ lấy thuyền. Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng vô cùng hiệu quả ở trong cái phần này, trong cái phần nói về thạch thủy trận này. Được không ạ? Thêm vào đấy, chúng ta cũng có thể thấy đó chính là gì ạ? À, chúng mình cũng có thể thấy đó chính là về hình dạng của những hòn đá ở đây. Hình dạng của hòn đá ở đây thì như thế nào nhỉ? Trông đứa nào cũng ngỗ ngược và nhăn nhúm. Rất là nhiều những cái cụm từ dùng để miêu tả. Và cụ thể ở đây là miêu tả về gì? Về hình dạng của những hòn đá trên sông. Trông chúng nó không được kiểu hiền lành đâu, mà trông ở đây là cái sự ngỗ ngược, ở đây là cái sự nhăn nhúm và méo mó. Tức là trông mỗi cái viên đá ở đây giống như là một cái gọi là gì ạ? Một gọi là tên lính ấy. Hiểu không? Mỗi người, mỗi cái hòn đá ở đây là một cái tên lính. Và chính vì là rất là nhiều tên lính ở trên sông để mai phục, để vồ lấy con thuyền, nên là sông Đà cũng đã chia việc, giao việc cho mỗi hòn để bày thạch trận. À, ví dụ nhá, đám đá tảng, đám đá hòn thì chia làm 3 hàng trên sông, chặn ngang đòi ăn chết con thuyền. Cái thứ hai là hàng tiền vệ, có 2 hòn canh một cửa đá, trông thật ra y như là sơ hở để dụ con thuyền vào, vào sâu hơn nữa để vồ lấy con thuyền đấy. Và nếu như mà qua 2 cái vòng đấy rồi mà con thuyền đều có thể vượt qua được thì sẽ xuất hiện những cái bong ke chìm, những cái pháo đài nổi ở tuyến 3. 3 cái tuyến này đều nhằm một cái mục đích duy nhất, đó là phải ăn chết được con thuyền. Được không ạ? Mục đích rất rõ ràng, bày binh bố trận rất rõ ràng. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta có thể thấy rằng là có thể thấy là Nguyễn Tuân đã sử dụng rất là nhiều những cái vốn kiến thức cũng như là những cái từ ngữ ở các lĩnh vực khác nhau. Đó có thể là võ thuật, đó là quân sự, rất là nhiều những cái từ ngữ trong các cái lĩnh vực khác nhau để đưa vào trong cái phần này, để ý muốn nói về cái sự hung bạo của dòng sông Đà và sự nguy hiểm của dòng sông này. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với 3 cái trùng vi thạch trận nhé. Chúng mình sẽ cùng đến với 3 trùng vi thạch trận cụ thể ở đây. Trước tiên là trùng vi thạch trận số 1, trận chiến bắt đầu. Có thể thấy hai bên bây giờ tương quan lực lượng vô cùng đối lập.
một bên là sông Đà với cái sự hung bạo, mang cái vẻ hùng vĩ rộng lớn của thiên nhiên Tây Bắc, với rất nhiều những tên lính là đá trên sông Đà. Chúng nó bây giờ mang cái hưng phấn rất là lớn, bởi vì kẻ thù của chúng tao đã đến đây rồi, con mồi của chúng tao đã đến đây rồi. Còn một bên là ông lái đò, chỉ đơn giản với con thuyền là chiến mã, cây chèo là thanh gươm. Thế thì cuộc trận chiến đó đã diễn ra như thế nào thì cụ thể là khi mà học về người lái đò sông Đà thì sẽ nói kỹ hơn. Còn ngày hôm nay trong cái khuôn khổ để nói về cái sự hung bạo của dòng sông Đà ấy, thì chúng mình sẽ chỉ chú ý đến đây giúp chị thôi nhá. Đó là trong chủng vi thạch trận thứ nhất thì phối hợp với đá, nước, thác, gieo hò để làm thanh viện. Tức là gì ạ? Tạo ra những cái âm thanh hỗn loạn để làm gì? Để gây rối cho đối thủ. Đúng không ạ? Gây rối, gây nhiễu loạn tinh thần của đối thủ, tinh thần của đối phương. Đúng chưa nào? Đá bệ vệ oai phong lẫm liệt. Đá thì trông nghiêng y như là đang hất hàm, hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Tất cả đây đều được sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa để cho chúng ta thấy được rằng là ôi, thì ra cái trận chiến đó là một cái trận chiến không phải đơn thuần là người ta chỉ lái con đò đấy băng băng vượt qua dòng sông, mà thực sự là người lái đò sông Đà trong cái chuyến hành trình của mình phải trải qua những cái thử thách rất là cam go. Và cụ thể ở đây là phải trải qua những cái ải, trải qua những cái gì ạ? Âm mưu mà bọn đá trên sông Đà nó đã tạo ra. Rất là nhiều đá, đúng không ạ? Rồi, thêm vào đấy thì mặt nước hò la vang dậy, ùa vào bẻ gãy cán chèo. Với cái sức mạnh của nước thì chúng nó đã ùa vào để bẻ gãy cán chèo. Sóng như thể quân liều mạng, đá trái thúc cối vào bụng vào hông thuyền. Nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đò đòi lật ngửa ra. Và sóng thác đánh miếng đòn hiểm độc nhất, bóp chặt lấy hạ bộ của người lái đò. Ở trong cửa này thì nó mở ra 5 cửa trận, trong đó có tận 4 cửa tử và chỉ có 1 cửa sinh thôi. Và cửa sinh bây giờ thì nằm bên tả ngạn. Vì thế, nếu như không thực sự hiểu về dòng sông này thì rất có thể là sẽ dừng chân ở ngay trùng vi đầu tiên này. Vậy thì có thể thấy rằng trùng vi đầu tiên của dòng sông Đà, bọn đá đã phát huy những cái tác dụng, đúng không ạ? Bọn đá đã dùng đủ mọi âm mưu và thủ đoạn với cái nhiệm vụ là để dìm con thuyền. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông lái đò vẫn có thể vượt qua. Và chúng ta thấy được là vẫn là sức mạnh của nước, của sóng, của gió, của đá kết hợp với nhau để tạo ra cái trùng vi thạch trận đầu tiên vô cùng nguy hiểm và căng thẳng. Có thể thấy được cái tâm địa cực kỳ độc ác của dòng sông này, đúng không ạ? Đến với cái trùng vi thứ hai thì nó còn phức tạp hơn ở một chỗ, đó chính là nó tăng thêm rất là nhiều cửa tử và cửa sinh bây giờ thì nằm lập lờ bên phía hữu ngạn. Có nghĩa là nó bố trí lệch sang luôn ấy. Nó giống như kiểu là đúng là không thể ngờ đến được. Nếu thực sự không hiểu thì mình sẽ không thể nào mà ngờ đến cái đó được. Được chưa ạ? Và 4-5 bọn thủy quân cửa ải nước bờ bên trái định xô ra níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử. Bọn đá thì không ngừng khiêu khích này. Mặc dầu tướng đá đã đứng chiến ở cửa đã tiêu nghỉu cái mắt xanh lè thất vọng. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là chúng nó làm gì? Chúng nó đã thua cuộc rồi. Thế nhưng mà bọn đá kia vẫn không ngừng khiêu khích. Được chưa ạ? Đấy là chủng vi số 2. Sang đến chủng vi số 3 thì nguy hiểm nhất ở chủng vi này, đó là bên phải, bên trái thì đều là luồng chết cả. Luồng sống duy nhất nằm ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Có thể thấy rằng là ba cái trùng vi thạch trận nguy hiểm với cái sự đe dọa từ mọi phía, và cảnh tượng sông Đà bây giờ dường như là đang dậy sóng trong những trang viết của Nguyễn Tuân. Không biết là các bạn có cảm nhận được hay không, thế nhưng mà khi mà tìm hiểu về trùng vi thạch trận ấy, thì các bạn có thể thấy một điều rằng là đúng là phải thừa nhận Nguyễn Tuân đã làm rất tốt. Phải không ạ? Nguyễn Tuân đã làm rất tốt nhé. Thực sự là Nguyễn Tuân đã làm rất tốt ở trong ba cái chủng vi thạch trận này để cho chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm. Các em có biết không? Ở con sông Đà ấy, 73 con thác dài trên hàng trăm cây số. Tức là rất là nhiều thác, được không ạ? Rất là nhiều thác luôn. Thạch trận dàn bày với cái sự phức tạp và nguy hiểm bủa vây từ đá, từ nước, từ sóng, từ gió trên sông Đà. Đòi hỏi người lái đò sông Đà cần phải có chiến lược, cần phải tập trung thì mới có thể tránh được những cái đòn hiểm ác đó. Và nghệ thuật, thái độ, cảm xúc đã giúp cho Nguyễn Tuân hiện lên một cái phần khủng khiếp nhất của sông Đà, đó là thác đá trên sông Đà. Kết hợp với sóng, gió, nước, thác, đá sông Đà không im lìm như đặc tính vốn có nghìn năm mà sống động, dữ dằn, thét gào,
hiểm ác đã khiến cho dòng sông này không chỉ lộ một cái diện mạo mà cả tâm địa của thứ gì ạ? À, được coi là kẻ thù số 1 của con người Tây Bắc. Đúng không? Kẻ thù số 1 của con người Tây Bắc. Được không nào? Kẻ thù số 1 của con người Tây Bắc. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen.